Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Như các bạn đã biết thì dự án Layer Zero Network trước đây thì anh đã hướng dẫn với các bạn tham gia testnet cũng như là tham gia red trial của dự án này khá là nhiều rồi. Thì hôm nay thì anh sẽ hướng dẫn cho các bạn check cái TXH tức là cái lệnh swap của mình ở trên cái nền tảng này là bao nhiêu lệnh. Thì hình như nó tính cái swap để nó tính tính gì nhỉ? Để nó tính cái giải thưởng hoặc là nó tính cái red trial sau này hay sao ấy. Thì ở đây thấy nó ghi zero này, layer zero user TXS nhá. Thì ở dưới này thì cứ nó đang loading này, cứ để cho nó loading đi đã. Ở đây thì nó có cao cho mọi người này. Ví dụ một một TX này thì có chừng này ví này. 5 đến 10 TX thì có chừng này này, trên 20 TX thì có chừng này này. 10 đến 20 TX thì có chừng này ví này. 2 đến 5 TX chỉ có chừng này ví. Thì các bạn copy cái ví MetaMask của mình vào đây để check xem thế nào nhé. Đây ví dụ cái ví của mình này. Đấy các bạn thấy là cái TX của mình có 3, tức là nó tính cho mình có 3. 3 thì chúng ta sẽ thuộc vào cái dạng ở đây này. Đây. 2 đến 5 tức là 238.405 người đã ở cái giống như cái ví của mình. Còn nếu bạn nào có 10 đến 20 thì các bạn sẽ có 46.535. 5 đến 10 thì có 97.694. Và trên 20 TX thì chỉ có 19.991 ví là trên 20 TX. Trời. Thế là cái ví của mình thuộc có 1 TX thôi à? 3 TX. 2 đến 5. Vậy không biết là có đủ điều kiện để tham gia cũng như là để nhận airdrop hay không. Cái check này của nó cũng chỉ là check cơ bản thôi mọi người nhé, chứ cũng không có chính xác từ cái gì nhỉ, từ cái dự án của họ đưa ra, mà cái này thì chỉ là cái check mình hay gọi là cái gì nhỉ, tham khảo thôi. Đấy, để tham khảo thôi. Nếu mà các bạn nào mà thích trên 20 TX nữa thì các bạn có thể vào trong để swap tiếp nhé. Đấy, chúng ta có thể swap tiếp ở nền tảng Layer Zero Network, nó có cái sàn gì đấy, sàn stay cái gì nhỉ, quên mất rồi. Testnet này. Testnet. Link boy này, cái này là mấy cái voi. Hôm trước chúng ta trade ở đâu ấy nhỉ? Quên mất rồi ấy. Chúng ta trade ở sàn nào ấy nhỉ? Trời ơi, tự dưng tôi lú lẫn ghê cái đấy. Sàn gì mà mình stake chứ nhỉ mọi người nhỉ? Sàn gì mà mình có stake nó cơ. Để ad quên mất rồi ấy. Vừa mới làm hôm nọ. Cái gì STG à? STG mọi người ạ. STG. Stake STG đây. Hình như snapshot link here. Hướng dẫn cái layer zero ở đây. Đây. Hôm trước là chúng ta start, tương tác ở trên này mà mình làm khá là nhiều mà nhỉ, tương tác cả trên liquid swap nữa mà nhỉ, bằng Pontem nữa cơ mà. Ở trên này mình cũng đã swap khá là nhiều lệnh mà nhỉ, sao lại không được trên layer zero này mà. 29 USDT thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển.
thử thử một lệnh xem nào mọi người, xem nó có tính lên đấy không. Check thử một lệnh, mình trade khá là nhiều mà nhỉ. Hay là tính ở cái sàn nào, chứ sàn này mình cũng trade khá là nhiều, sao được có 3 slot. Chưa hiểu lắm. Chúng ta transfer này, swap. Đặt cọc STG ở trên này này, chúng ta vào trong rig tương tác với liquid swap bằng pon tem áp tốc này. Tương tác rig áp tốc rig bằng layer 0 này. Khá là nhiều, got it. Đấy, chúng ta chờ xem nhé. Cho nó cái lệnh này thành công đi, xong mình check lại ở bên này xem là nó có tính cho mình hay không. Mọi người vào đây check thử xem nhé, tại vì ở đây là có nó cũng như là một cái thử nghiệm để cho mình tham khảo thôi mọi người nhé, chứ không phải là cái chính thức ở trên Layer Zero họ ra thông tin chính thức, mà cái này chúng ta chỉ check review thử xem thế nào thôi nhé. Mà mình thấy cũng một số bạn bảo là cũng khá là chính xác. Và đây thì mọi người chờ chờ nó loát đinh đấy nhá. Rồi sau đấy thì mọi người dán vào thử xem thế nào nhé, xem là có được hay không. Mà áp thấy có một cái thì được 12 cái lệnh, còn một cái được 3 lệnh. Tức là chúng ta chưa có tài khoản nào trên 20 lệnh. Buồn ghê nhỉ. 19.000 bạn là có trade được trên 20 lệnh rồi đấy. Đấy, các bạn chờ một ít nhé. Để add check thử xem nào. Arbitrum. Thì add để cái sàn bên dưới thì cho mọi người check nhé. Một số bạn thử thử xem một số bạn có được không nào. Đây các bạn cũng đang hỏi này. Cũng chưa biết này nó tính cái gì. Em check lại có nhé, ắt cày TX đi. Chỗ điền ví chỗ nào anh? Đủ điều kiện làm gì anh em? Đấy, các bạn này cũng được 3 này. 1. Đấy, chúng ta check lại. Không tính đâu hay là nó chụp rồi hay sao không mọi người? Thấy nó không tính, không biết nó tính mình trade ở đâu luôn ấy. Cũng lạ đấy mọi người ạ. Mọi người cứ vào check thử xem nhé. Add để link ở bên dưới cho mọi người nhé.
Các bạn vào thì các bạn chờ nó load một ít đã, check ở ngay chỗ này nhé.